Em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một cái mẫu quạt điều hòa của Daikyo. Đấy, con này thì có mã là 5000C các bác nhé. Đấy, đây là cái về cái phần thiết kế bên ngoài của cái sản phẩm này. Thì được thiết kế bằng nhựa nhựa ABS, nhựa nguyên sinh các bác nhé. Đấy, cái phần tản gió phía trước này thì sẽ gồm các cái thanh độc lập. Đấy, và chúng ta có thể chỉnh được độc lập các cái thanh này ở đây. Đấy, để mặt trước này thì phía trên này sẽ gồm có ba cái phím chức năng. Ở giữa đây là cái số làm mát này, cái số tốc độ này. Đấy, đây là cái đảo túp lăng này. Đấy, đảo túp lăng thì sẽ đảo cái phần bên trong các bác nhé. Rồi, và cái chế độ làm mát. Đấy, sản phẩm này thì motor sẽ được bảo hành 2 năm. Đấy, và khi mà chúng ta kích hoạt cái tem bảo hành điện tử thì sẽ được bảo hành trách nhiệm lên tới một tỷ đồng các bác nhé. Đấy, đây là cái mẫu thiết kế mới của năm 2020. Đấy, thì so với cả cái năm 2019 ấy, thì cái năm 2020 này cái thiết kế này nó có một đôi chút thay đổi này. Về phía mặt trước thì gần như là không có nhiều thay đổi nhá. Đấy, nhưng mà về phía phần mặt hông này, đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là phía mặt hông này thì đã có thêm cái lưới. Lưới này là lưới lọc bụi bẩn, lưới lọc bụi bẩn nhá. Đấy, đây là cái lưới lọc bụi bẩn này. Đấy, cái mẫu của những năm trước thì không có cái lưới lọc bụi bẩn này. Đấy, phía mặt sau đây. Đấy, toàn bộ phía mặt sau cũng được trang bị lưới lọc bụi bẩn hết nhé. Đấy, cả ba bên đấy, đều được trang bị hết. Đấy, đây là một sự khác biệt so với cả những cái mẫu máy trước nhé. Đấy, rồi. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu đến toàn thể các bác về cái chi tiết của cái máy này. Đấy, thì toàn bộ cái máy này thì sẽ được trang bị một cái át chống giật ở đây nhé. Cái dây nguồn này sẽ được trang bị một cái át chống giật này. Đấy, đảm bảo cực kỳ an toàn nhé. Nếu mà không may có xảy ra sự cố thì cái át chống giật này nó cũng hoạt động và sẽ cực kỳ đảm bảo an toàn nhé. Chỉ những cái mã cao cấp mà dòng cao cấp này thì nó mới người ta mới trang bị những cái át chống giật này thôi. Đấy, thì đánh giá thiết kế của năm nay so với cả những cái mẫu năm trước thì nó cũng không có nhiều thay đổi, nhưng mà cái thay đổi lớn nhất là về cái phần người ta sẽ trang bị thêm cái lưới ấy, lọc bụi bẩn này để bảo vệ cái tấm làm mát ở bên trong. Đấy, thì nó là một cái cải tiến hơn so với những năm trước. Đấy, còn về cơ bản thì hầu như là nó không hề có gì thay đổi nhiều. Đấy, thì đây là cái chúng ta có thể cấp nước tự động vào đây này. Riêng cái mẫu này thì chúng ta thể cấp nước tự động vào đây. Khi mà nước đầy thì nó sẽ cái quả bóng này sẽ ngắt này. Đấy, phao tự động. Đấy, còn đây là chúng ta là cấp chỗ cấp nước thì là đổ bên hông đây, bên kia cũng có nhá. Đấy, thì con này thì nó sẽ được trang bị một cái con bơm bơm điện 18W nhé. Và bên cạnh con bơm điện này thì sẽ có một cái phao tự ngắt các bác ạ. Sẽ có một cái phao tự ngắt. Đấy, cho nên là khi mà chạy thì đảm bảo an toàn tuyệt đối nhé. Đấy, em quay về đây cho các bác xem này. Không biết à, tối lắm không nhìn được vào bên trong. Đấy, nhưng mà nó sẽ có một cái phao tự ngắt nhé. Đấy, có một con cảm biến mực nước. Đấy, khi nào mà chúng ta hết nước mà chúng ta bật chế độ làm mát thì cái máy bơm nó cũng không hoạt động. Đấy, thì đây là cái mẫu quạt làm mát là DKA 5000C của tập đoàn Đại Việt. Đấy, đây là một trong những cái mẫu máy mà cho đến thời điểm hiện tại là khoảng 3 năm rồi. Đấy, em đã bán cái mẫu máy này. Đấy, 3 năm rồi các bác nhé. Đấy, thì tại sao mà người ta không ra cái mẫu mới đấy, để cho nó cải tiến đi. Đấy, mà vẫn giữ nguyên cái hình dáng cũng như là tất cả mọi thứ của cái máy này. Đấy, bởi vì là cái sản phẩm này nó đã tối ưu được hết tất cả về mặt thiết kế
đấy, cũng như là cái công năng sử dụng đấy. Và cái độ bền của sản phẩm này thì quá tuyệt vời các bác nhé. Đấy, hiện tại thì chưa có một vấn đề gì đối với cái quạt này. Đấy, đến tính đến thời điểm hiện tại đấy, sau 3 năm em bán hàng thì con này thì chưa bị gặp trục trặc một vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy, một cái sản phẩm cực kỳ tuyệt vời đấy, rất đẹp và chắc chắn. Đấy thì các bác nào có nhu cầu về quạt điều hòa thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628. Vâng, em xin chào, cảm ơn thầy các bác nhé.